Chào các bạn đến với Sữa Lo Thanh Cao. Chúc các anh chị một năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Chúc các anh chị làm mùa trúng mùa, trúng mùa trúng giá. Chúc các anh chị công nhân thì năm mới thì vô được cái công việc mới tốt hơn công việc cũ ha, lương bổng đầu nhiều hơn để mình có tiền trang trải trong cuộc sống gia đình mình, có tiền dư để mua lo Thanh Cao về hát giải trí trong giải trí ở nhà ha. Thì hôm nay là ngày mùng 6 Tết, tiếp tục chương trình hôm nay là mình của mình đi giao lo ở Trà Ôn và ở Hậu Giang ha. Hôm nay mình đi với ba vợ cô Sản ha. Đây, mình chào anh trai đây. Thì đây là cái đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Mình đi cái đường cao tốc này là cho rút ngắn thời gian ha các anh chị. Thì lên đây lúc này cái đoạn đường cao tốc này nó chưa thu phí, chạy thả luôn bà con ơi. Thì hôm nay mình giao một cái lò 4 tấc đôi thi thiền và một cái lò 50 đô quả tiễn cho khách ha. Thì Tết tới rồi, cũng mừng bà con nào đam mê âm nhạc thì cũng gọi cho Thanh Cao để giao lo. Thì trên tinh thần là mình phục vụ là chính ha, sản phẩm mình đem ra đến muốn phục vụ cho bà con, muốn sản phẩm tốt để xài để giải trí văn nghệ. Rồi các anh chị nào mà có mua hàng thì tranh thủ gọi cho mình sớm để mình sắp xếp mình giao cho các anh chị, hoặc là bảo hành sửa chữa, bảo hành nâng cấp gì cứ gọi cho mình sẽ sắp xếp thời gian mình làm cho các anh chị ha. Thì trước mặt mình á là cây cầu Cần Thơ 2 ha, chúng mình sẽ quay cho các anh chị xem. Thì đây là cái cầu Cần Thơ 2 ha. Đặt cầu Cần Thơ 2 này nó nằm trên đường cao tốc chứ không phải quốc lộ 1. Nếu mà quốc lộ 1 là Cần Thơ 1. Mình quay cầu Cần Thơ 2 để cho các anh chị ngoài ở xa, ở khu vực xa chưa đi vô miền Tây thì cho biết cái cầu Cần Thơ 2 luôn ha. Cái bề ngang nó là bự gấp đôi cầu Cần Thơ 1 chứ cầu Đạch Miễu nha các bạn. Nó bên kia Cần Thơ 1 nó bề ngang nó nhỏ hơn. Này cầu Cần Thơ 2 là bề ngang nó bự gấp đôi. Nó tới 6 làn xe. Cầu Cần Thơ 2 là tới 6 làn xe chạy. Cho chạy
80 km/h sao cho chạy được. Đây là mình đang tháo cái lo nano mắt nha các bạn. Tháo lo nano mắt ra để mình coi cái bát làm sao để mình tận dụng mình làm lại cho ông chú không xài. Mình nó nhỏ quá. Con nhỏ lớn không quan trọng. Dạ. Nguyễn cái đồ xịn là hát hay à, để coi coi. Rồi, nãy giờ mình cũng sàn qua sàn lại xong nha các bạn. Bây giờ tới bạn già mình là trong vai là bắn ốc nha. Đó, nãy mình ra điều kiện là bắn phải cho ngay á. Nếu mà bắn chịch lỗ ốc là chiều là phạt ly rượu đó nha. Đây, bạn già này là hồi đêm 30 Tết là ông chú ông nhớ là nướng heo rừng luôn mà. Nướng heo rừng. À, con ráp lo tới nhà vậy ráp là chú thấy thích hơn không? Đó, phải không? Phải không? Dạ. À, mình thấy biết đồ mình sao không? À. Chứ vô siêu thị mua về cục đóng vậy đâu biết nó chép gì bát gì đâu không? À. Đó, mình là người thật chịu thật ha. Nay là bữa mùng 6 Tết mình xuống ông chú ở Trà Ôn Vĩnh Long. Đấy. Chú Mười Đào hả? À. Chú Mười Đào là biết liền phải không? À. Ừ. Mà Mười Đào là biết hết luôn. Tại vì ông chú này đào hoa dữ lắm nha, người ta mới đặt là Mười Đào. Ông chủ yếu là mua cái lo này để cho mấy bà giá ở đây lại hát hò rồi cho nó vui. Để đặt tên là Mười Đào luôn. Đây là cái lo 4 tấc đôi phi thiền nha các bạn. 4 tấc đôi phi thiền. Lo này thì chống hú rất là cao ha, tại hai chép nó nằm dưới, sử dụng hai bát 40 nó châu lại với nhau vậy nè, hát nó rất là hay ha. Đó, hai cái bát này nó châu lại nhau nè. Các anh chị mà có mua cái lo này đem về cho thuê thì rất là gọn là tiện ha, tại vì nó không có chiếm không gian á, nó cao hơn lo 5 tấc thì khoảng 2 tấc thôi, nhưng mà công suất nó lớn hơn nhiều lắm, âm thanh nó sáng hơn nữa, gọn hơn, sáng hơn. Dạ. À, trên đường đi con đi giúp con đi Hậu Giang á. Ghé làm luôn. Qua Hậu Giang mới luôn. Qua tới Hậu Giang luôn. Kéo chưa kéo kéo nó lên. Thì bạn này là chuyên về xiệt cá, nướng cá, mò làm mò nhậu mà nay lính hết lính rồi dẫn đi theo ráp lo luôn. Mà cái tay này là tay nghề cũng cứng à. Cầm cái mỏ khoan là cứ ngắt là không buông luôn thôi. Cầm mỏ khoan bắn dít cứ ngắt không buông luôn. Dạ. Dạ. Muốn trồng cam không ha? Dạ. Rồi, xong hết rồi phải không? Rồi dựng lên. Ở chưa ông bắt cái mặt lưới vô luôn đi. Tay nghề thiện xạ ráp mà sợ gì. Rồi ráp mặt lưới vô luôn. Coi như là xong rồi nha các bạn. Thì các anh chị nào mà nhu cầu về ráp lo hay là xiệt cá hay là nướng cá hay là làm dịch tiết canh á, liên hệ với anh Mười ha. Thanh Cao chở anh Mười xuống ráp lo rồi làm thêm món mồi nhậu luôn. Dạ. Dạ. Không, mà bữa nay nhậu cũng được, con còn đi xa lắm. Dạ. Chị xa lắm, lúc này cảnh sát giao thông căng dữ lắm mà không anh em không ai dám nhậu hết. Nhậu vô phạt 65 triệu rồi nhậu chi? Phải không? Quần dữ lắm không? Dạ. Phạt quá trời phạt, tội tình nhiều nhậu. Để tiền đó cho vợ con ăn chứ nhậu chi?
Dạ đúng rồi, uống lon nó cũng phạt 60 triệu, mà không uống nhắm môi nó cũng phạt nữa, mà uống thùng nó cũng phạt nữa. Ủa chú làm gì mà có chiếc xe này? À bẻ dừa, hái dừa ha. Ờ là con chú ở ở sát nhà luôn. Dạ. Dạ. Có công ăn việc làm là ổn là được rồi. Cái thời buổi kinh tế này khó khăn kiếm việc làm nó cũng hơi khó. Thank you.
trời là nắng xa buồn vui, ngày nào còn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói tôi rồi, mà lòng đôi thương này thay đổi. Trời lên lớn còn nghĩ gì, thường mơ làm gì, một lần buồn chưa đôi xóa. Quê cũ đi bao tình, tôi mất đêm chẳng nhắc lần. Năm xưa tôi nhớ nơi này quá, đêm gió mưa nhiều. Ngày nào mà hao tiếc nhau trong bể biển núi xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi nhiều lắm. Em ơi đi cho chàng thật thật lẽ em buồn. Oh.